Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Quang. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi, theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký nha mọi người để được cập nhật mấy video mới. Hôm nay em về mấy cái con số món này, mấy cái đôi dài ha, đôi dài hàng chính hãng đã qua sử dụng, như mấy cái mắt kính hàng thị trường của Mỹ mọi người. Đây, mắt kính này tiêu chuẩn thị trường Mỹ nha, hàng xuất Mỹ. Mấy cái kính mát ha, những kính kính đi xe mô tô này, kính này chuyên đi xe mô tô nè mọi người. Rồi những cái máy massage nè, máy massage rồi. Hôm nay video có mã là 172 nha. Đây, đầu tiên là cái bình giữ nhiệt của Nhật. Bình này á, nó giữ chuyên giữ nước nóng luôn nha mọi người, nước đá vẫn được, giữ đá vẫn ok. Nhưng chiên đó là giữ pha trà, giữ nước nóng nè. Có cái đầu bấm để mình chế nè. Đây, đây là thương hiệu của Mỹ nha. Thương hiệu này nó sản xuất cho Nhật nè, sản xuất tại Trung Quốc. Kích thước là 21 nè. Bình này nó đựng được 1,5 lít nha mọi người, 1,5 lít nước. Rồi mã bình là số 1, 172.1 ha, giá bán 500.000. Rồi số 2 đây, một đôi dài Adidas. Adidas cổ cao mọi người, thiết kế rất là nó đặc biệt, cổ cao. Đôi này size là số 9 nha mọi người, size chuẩn của chuẩn nó là số 9, tính ra là cỡ 42 mọi người, chừng 42-43 màn vừa ha. Thằng này sản xuất tại Trung Quốc, Adidas. Rất là chắc chắn. Size khoảng 42-43 mang vừa nha mọi người. Đây cái size nó là mm, tính ra là 265 mọi người. Là chân mình 265 á, là đây, 265 cỡ này. Và mình mang vừa ha. Đó. Chiều dài cái chân mình đó, tính từ gót đến đầu mũi 265 ha. Là mang vừa cái đôi này. Đây.
Đây nó làm dạng lưới rất là thoáng mát, mang nó mát. Rất là chắc chắn, chính hãng luôn. Keo chắc chắn rất là bền luôn mọi người. Rồi, đôi Adidas cổ cao này có mã là số 2. Giá bán 500 ngàn. Tiếp theo là cái bình giữ nhiệt nóng lạnh của Nhật. Bình này dung tích nó là nhỏ nha mọi người. Này cỡ 0.3 lít nè, 0.3 của Tiger, thương hiệu Tiger. Đây nút bấm để lấy nước ha. Toàn là nó tự đóng ha. Trường hợp mình quên bấm nút, quên đậy nút á, đây bên trong còn rất là đẹp. Giữ nhiệt ok nha, đã test ok rồi, còn tốt. Đây ngoại hình mớt tí. Rồi kích thước là 17, 18 đây, ngang 6.5. Rồi mã là số 3 nha, 150. Tiếp theo là bộ lục giáp. Đây là bộ lục giáp của BB Quýt. BB Quýt của Thụy Sĩ nha mọi người. Bộ này Thụy Sĩ sản xuất đây. Smith Thụy Sĩ. Rồi nó có các size là rồi 2, 4, 5 cây nha mọi người, 5 số. Rồi đây là 2 ly nè, 20 ly, 2 ly rưỡi, 5 ly, 6 ly, 80 ly. Đó, 5 số nha. Mã là số 4, giá 350 ngàn bộ này. Đây cây dài nhất nó là gần 30 nè. Cây ngắn nhất là 16 cm. Đây hàng Thụy Sĩ thì xài nó thì khỏi chơi rồi. Cái cây này còn như mới nha mọi người, đầu nè chưa có dấu hiệu mòn gì hết. Rồi bộ vít lục giác, bộ lục giác này mã số 4 ha, 350 nha. Rồi tiếp theo là đôi giày của Van, thương hiệu này của Mỹ, có anh thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Đôi giày này cổ cao ha, họa tiết nó là đầy dạng như thổ cẩm mọi người, mấy cái hoa văn thời xưa này. Đây, đế nó đúc rất là chắc chắn luôn. Rồi, cái đây size là 6.5 mọi người. Size 5 ha. Xíu size nam là 5. Chính hãng thằng này cũng là sản xuất tại Trung Quốc. Đây, đôi này còn khá là đẹp luôn. Ở đây là chân khoảng 23.5 mà mang đẹp mọi người.
đó. Chân cỡ 23.5 nha. Thiết kế quá đẹp. Bây giờ van cổ cao. Rồi, đôi này có mã là số 5 nha, 450 nha. Tiếp theo một đôi của đây. New Balance của đây là thương hiệu giày của Mỹ. Đôi này nó là full da luôn nha mọi người. Đây full da thật luôn. Đế đúc. Đây full da thật luôn. Quá đẹp, đế còn khá đẹp luôn. Đây, cái mòn gì. Rồi đôi đây size là 40 nha mọi người. Size 40. Đây, cũng sản xuất tại Trung Quốc nha. Size số 7 là 40. 255 mm mang vừa. 255 mm mang là đẹp luôn. Đây lớp da còn quá đẹp. Cái chi tiết này là nó sơn đen nha mọi người. Hai bên nó đều có. Nó sơn đen ở chỗ này, rất là lạ. Ở dưới cái logo. Rồi giá là 600 nha, mã số 6, 172.6 nha mọi người. Giá 600 nha. Cho một đôi giày da New Balance. Rồi, tiếp theo là đôi Adidas. Adidas này cũng là da lộn nha mọi người. Adidas da lộn đế mai. Ở đây nó làm cái dạng vân vẫy da rắn nha mọi người. Nó làm kiểu da rắn ha. Nè. Đó. Thiết kế kiểu da rắn. Full trắng luôn, màu trắng. Đế nè. Cái đôi này là nó may nha mọi người. Đây. Nó may đế nè. Nên rất là bền luôn. Đây. Này da lộn. Da lộn rồi nó làm chi tiết da kiểu da rắn lên. Những cái đường này là bằng da nè. Đây, da nè. Đây. Đó.
nguyên cái đế nó đúc cao su rất là cảm giác rất là xịn luôn. Rồi đôi này size là đây, số 8 nha mọi người, bố size 40 luôn. Size 40 là cỡ 255 á. Đây, sản xuất tại Indonesia. Đây, cỡ 255 mang đẹp nha mọi người. Size 40. 255 mang đẹp. Rồi, size 40. Đây cái logo nó màu trắng luôn rồi đó. Ôi này mang rất là êm nha, nó làm mang rất là êm. Rồi, đôi trắng Adidas này có mã số 7 nha, 550 nha. Rồi tiếp theo là cái nha. Đây. Cái này là cái đánh lửa của mấy bác làm cái gì? Hàng á, hàng mọi người, hàng gió đá. Đó. 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 Nippo thương hiệu của Nhật. Nippo. Rồi cái đánh lửa mã số 8 nha, 150 nha. Rồi tiếp theo là cái máy đây, cái máy rung, máy massage nha mọi người, massage của Nhật. Đây xài điện 100V nha. Máy xài điện 100V chạy rất là êm luôn, hai hai tốc độ. Đó lâu như hai là chạy chậm chạy nhanh ha. Rồi chạy thử cho mọi người nha. Đây. Điện 100V nha. Đây on nó up nè, bật lên. Đó siêu êm luôn. Đây đang chạy mọi người, rung tê luôn người luôn nè, đó. Máy còn rất đẹp nha. Đây là cái bàn cái da bọc nữa nè, còn không có bị rách gì hết. Rồi, tốc độ nhanh đó, tê luôn nè. Rồi, điện 100V, công suất nó là 32 trên 42W, rất là tiết kiệm điện. Rồi mã nó là số 9 nha mọi người, giá 700 ngàn. Máy massage.
Rồi tiếp theo số 10 là cái cái tua này, cái tua vít tự động mà dạng vít gốc nha, vít chuyển gốc, đây nó chuyển lên gốc, đi kèm hai mũi nha mọi người, này đi kèm hai mũi này của hãng Dewalt, đó hãng Dewalt ha, hai mũi, một mũi nhỏ mũi lớn, cái này mũi 2 với mũi 3 nha mọi người, mũi 3 này mở áo xe máy nè, mũi 2 này xài thông dụng bình thường nè. Đây nó rất là lùng luôn nha, cái này mình gắn vô nó nè, chuyên mở mấy cái hốc, mình cần đến vít gốc nè, tự động này, điều chỉnh tự động bằng nhanh. Cái này hàng chữ nhật mà không thấy hiệu của thằng nào hết nha mọi người, không có dọc hiệu, nhỏ xíu 9.5 cm thôi, đây siêu ngắn luôn, độ dày nó 14 mm, rất là nhỏ. Rồi mã số 10 nha, vít gốc, bộ này 200.000. Rồi tiếp theo cái mắt kính của cái thương hiệu này nè, Quốc Pet, này còn mới nguyên trong bọc luôn nha mọi người, chưa có xài, còn cái tem chưa có bóc này nè. Mắt kính này đi xe máy mô tô, hãng này sản xuất tại Đài Loan nha, nè hàng xuất. Đây nó 100% cái gì nè, cái len này nó bằng 100% cái chất liệu gì nè mọi người, rất là dẻo nha, đây nó có cái khớp nối rất là dẻo luôn, gấp gọn lên nè, mang rất là êm nha, mang vô rất là êm. Này điều chỉnh dây hung gấp rất là gọn luôn, tôi có cái móc khóa mọi người. Rồi cái mắt kính này mã số 11 nha, 350.000. Rồi tiếp theo là kính đi đường, kính đi đường, kính mát ha, loại này len nó màu vàng mọi người, còn tem nè UV 400, UV 100% này cản tia UV nè, đi nắng ok. Còn này là chất liệu của cái kính ha, polycarbonate gì nè, len màu vàng nha. Hãng này là Aruba đây mọi người, Aruba, hàng này sản xuất China, nó xuất Nhật nha mọi người, đây sản xuất tại China, cũng là cùng cái thương hiệu với cái này nè, thương hiệu cái con chim chim ó nè. Cái này kính nó phù hợp với người có gương mặt nhỏ tí ha, to quá màng nó khó chịu,
đây. Rồi cái kính này mã số 12, 200 ngàn. Mười ba cũng là một cái kính giống vậy, kính râm. Kính này dạng nó màu râm nha, đây màu râm, màu màu kính râm á. UV 400, 100% gì nè. Đây cũng là chất liệu. Nít tuôn gì nè. Đây là hãng nha mọi người. Hãng sản xuất nè. Đây sản xuất tại Đài Loan. Đây cũng là thương hiệu cái con chim ưng con ó gì nè. Hàng xuất chuẩn Mỹ nha mọi người, vô ta nè. Mình đó bán tới 20 đô luôn. Còn cái tay em chưa bán luôn nè, chưa có sử dụng. Rồi mã là 13 nha, 200 ngàn. Hai cái này nó khá là giống nhau luôn á. Đây kích cỡ nó cũng bằng nhau mọi người. Cái vàng với cái màu tối ha, màu râm. Rồi tiếp theo là cái kính đi xe mô tô, xe máy. Đây cái này cũng chưa sử dụng rồi. Cũng là hãng con chim ó này nha. Đây. Cùng hãng với cái mà nó có ship lại được nè. Cái này thì không có ship được. Đây. Cũng là Taiwan sản xuất. Đây cái này cũng chưa sử dụng rồi. Nó còn cái lớp siêu chưa có gỡ ra luôn nè. Đây. Chưa bóc, chưa bóc siêu luôn. Cái này bên ngoài mình nhìn vô không thấy gì nha, không thấy gì luôn. Như cái gương vậy mọi người, nó như gương vậy. Còn bên trong nhìn ra thì ok đó. Đi mát rất là ok, đi nắng. Kính này màu râm nha mọi người, mang vô nó râm tối luôn, nhìn lên mặt trời được luôn, nhìn lên bóng đèn luôn nè, rõ. Rồi chuyên đi xe luôn á, đi nắng là ok luôn. Rồi kính này mã 14 nha mọi người, giá 250 ngàn. Rồi cuối cùng là cái thùng đồ nghề ha, cái thùng đồ nghề bằng nhựa. Make it Iris đây, thương hiệu đó. Đây hùng Nhật nha mọi người. Hùng này chữ Nhật. My kit. Đây nó có kích thước là 32.5 x 19 x 15. Đây hùng 32 ha, nhân 19. 9 ngàn nè. Nhân 15. Đó. Đây. Ở trong nè. Trong nó có thêm một cái ngăn này nè, ngăn phụ. Rồi nhựa rất là dày dẻo, trong cái thùng đựng đồ rất là tiện.